Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dân bị cấm bàn tán về nhân sự tứ trụ. Hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng như Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin tuyệt mật. Thông tin này được loan báo dựa trên quyết định số 1722 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Đây là hình ảnh báo Tiền Phong đưa tin rằng phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của Đảng thuộc loại tuyệt mật, một số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong Đảng cũng thuộc loại tuyệt mật. Cụ thể, những kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết, tố cáo đối với các ông Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai thì thuộc bí mật nhà nước độ tuyệt mật. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng được đưa vào độ tuyệt mật. Song song đó, trên trang web của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Thông tin và Tuyên truyền thành phố cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 2238 QĐ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020. Đây được cho là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam đặt phương án nhân sự cao cấp trước Đại hội Đảng vào dạng tuyệt mật. Phản ứng lại thông tin này, một số trang Facebook viết những dòng trạng thái trên mạng xã hội như sau. Tuyệt mật về danh sách tứ trụ vẫn chưa đủ làm yên lòng công chúng, mà nên bắt đầu từ danh sách các lãnh đạo cấp cao của tổ dân phố chẳng hạn. Hoặc là 90 triệu dân là kiều rồi nên đành chịu, 4 triệu đảng viên cũng không biết gì, vào đảng thì làm gì cho nhục. Còn blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng do tình hình nhân sự cấp cao rối ren nên chính phủ phải đưa ra quyết định như vậy để đối phó với dư luận trong và ngoài nước. Đây là hình ảnh 8 gương mặt nổi bật trong Bộ Chính trị đều đã quá tuổi theo quy định, dự báo rằng sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt để hợp thức hóa những người cao tuổi này ở lại. Đồng thời, đây cũng là một sự răn đe, nếu như những thông tin lùng củng mà bị bung ra ngoài, thì có thể họ sẽ bị bỏ tù những người đưa tin, ông nói tiếp. Cái sự ban hành đó, nó cho người dân thấy đây là hành động cập rập mang tính đối phó, từ đó cho thấy trong nội bộ cấp cao chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một sự lùng củng trong vấn đề nhân sự quan trọng. Đó là về phần tứ trụ, chính sự lùng củng và họ dàn xếp về con người cấp cao nhất chưa ổn thỏa, và họ không muốn để cho người dân được biết. Nó vô lý vì trước sau gì, chỉ mấy tháng nữa là người dân cũng biết toàn bộ Bộ Chính trị cũng như tứ trụ là ai. Như vậy, về mặt khoa học, nó không đạt được tính logic, bởi việc bảo vệ bí mật nó phải có một khoảng thời gian quy định là bao nhiêu năm thì mới hợp lý. Kỳ đại hội trước chỉ có ông Trọng, ông Dũng thôi, kỳ này thì các trường hợp đặc biệt khác cũng khá nhiều. Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 để Bộ Chính trị báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định. Trước mỗi kỳ đại hội, các nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước thường có những nhận định phân tích tình hình nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ mới. Năm nay cũng không ngoại lệ, cho đến khi quyết định 1722 được ban hành. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, thì lý do phải có quyết định này là do những đồn đoán không đúng về nhân sự cấp cao trước đại hội sẽ làm ảnh hưởng đến những người làm chính sách, ảnh hưởng đến quốc gia cũng như ảnh hưởng đến thông tin chính thống. Luật sư Hậu giải thích thêm như sau. Việt Nam đã có luật bảo vệ bí mật, nhưng thời gian vừa qua, tình trạng lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng diễn ra ngày càng phức tạp. Đây là hình ảnh, bên phải là một danh sách được cho là tỷ lệ ủng hộ vào các ủy viên Bộ Chính trị kỳ tới. Ông Lê Minh Hưng, hình bên trái,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, con trai ông Lê Minh Hương, vốn là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 1998 đến năm 2002, dẫn đầu danh sách với 150 phiếu ủng hộ, chiếm 87%. Thông tin được tiết lộ trên trang Facebook của nhà hoạt động Hoàng Dũng. Những cổng thông tin điện tử của nhiều cơ quan, đơn vị có thể có những lỗ hổng trong bảo mật, cho nên chuyện lộ bí mật rất nghiêm trọng. Xem trên không gian mạng thì thấy ai cũng có thể làm nhân sự hết cho đại hội này, cho nên thông tin đã bị rối loạn. Nó là mê trận bao vây những thông tin chính thống. Về vấn đề này, Việt Nam đã ban hành luật bí mật nhà nước với 3 mức độ bảo mật là tuyệt đối, tối mật và mật. Thủ tướng ký ban hành danh mục bí mật nhà nước, trong đó có phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư chưa được công khai là tài liệu tuyệt mật. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng chuyện mật thì cũng không phải bây giờ mới có, chỉ khác là năm nay có văn bản rõ ràng. Ông lý giải rằng vì mật quá cho nên trong nhiệm kỳ vừa qua, một số cán bộ trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương bị kỷ luật, bị tù. Nếu danh sách mấy người đó được đưa ra công khai cho dân biết, dân bàn thì những người đó đã bị loại ngay từ đầu, chứ không được vào Bộ Chính trị rồi bị kỷ luật như thế. Theo số liệu thống kê, trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Một số bị xử lý hình sự, trong đó có 27 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương và 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Luật sư Trần Quốc Thuận nói thêm về chuyện tuyệt mật trong danh sách tứ trụ trước đại hội như sau. Mấy ông đó là tài sản quốc gia. Tình hình bây giờ là cách mạng 4.0, thông tin trên Internet bùng nổ. Mấy chục triệu người sử dụng mạng xã hội nên họ phải ngăn chặn những thông tin gọi là xấu độc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ và do đã từng bị đột quỵ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 8 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định rằng thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao là tối mật. Phải chăng với văn bản này, Thủ tướng muốn che giấu sức khỏe thực sự của đảng viên? Ở Việt Nam có luật quy định về bí mật nhà nước. Luật này được giao cho các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản và pháp luật quy định những điều thuộc dạng bí mật. Rồi sau đó các cơ quan thẩm định, cuối cùng họ sẽ thống nhất xem cái nào là mật, có nguyên tắc chung. Chuyện mật này không là do họ ghi ra, thật ra nó có căn cứ pháp luật, có quy định cụ thể. Nhưng mà nó còn có cái cụ thể của cụ thể nữa, đó là không biết đâu mà mò. Liên quan đến khái niệm tuyệt mật, khoản 1 điều 8 luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 quy định như sau. Bí mật nhà nước độ tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại. Nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhà bình luận này nói thêm, tôi nghĩ rằng ở đây thực sự có một sự lẫn lộn gì đó. Chuyện nội bộ của một đảng chính trị là chuyện riêng của đảng đó, không thể liệt kê những cái đó và gọi là bí mật của nhà nước được. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nói tiếp như vậy. Và những nội dung, lĩnh vực, đối tượng của bảo mật đã được quy định rất rộng như thế là chuyện nội bộ của đảng chính trị này. Có lẽ, theo tôi, nó chỉ phải ràng buộc bởi đảng viên của đảng ấy mà thôi. Còn người ngoài thì chuyện lấy được đâu những thông tin tuyệt mật như thế để mà có thể xem thì bảo là người ta vi phạm pháp luật thật khó. Cho nên, nếu chỉ liên quan đến đảng viên của đảng thì tôi không bàn, nhưng nếu ai đó ở bên ngoài nghe lỏm được ở đâu đó và đưa thông tin ra như là nhân sự, nội bộ thì rất có thể bị quy vào tội vi phạm bí mật của nhà nước. Tôi nghĩ cái ấy là một cái rất tù mù, như cách người ta vẫn cố ý trộn lẫn và phân loại, xếp loại rất nhiều vấn đề, nội dung vào với nhau và được báo chí vừa công bố và có thể nói như thế dễ bị lạm dụng. Ông Nguyễn Vũ Bình, nguyên biên tập viên tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nói như sau với đài BBC tại London. Theo tôi, động thái này chứng tỏ một sự lúng túng, sự giằng co căng thẳng trong việc sắp xếp bầu chọn lãnh đạo cấp cao cho đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng giơ tay biểu quyết trong hội nghị Trung ương 14 mới đây. Nó cũng phản ánh đảng viên Đảng Cộng sản lo sợ sự rò rỉ thông tin gây ảnh hưởng tới việc bầu chọn sắp xếp nhân sự. Chính vì vậy, cần đưa các thông tin vào dạng danh mục bí mật để cảnh báo và răn đe những người đưa ra thông tin cũng như bình luận về thông tin. Ông Nguyễn Hiếu Vinh, nhà báo tự do, blogger, nguyên thiếu tá an ninh thuộc Bộ Công an bình luận tiếp với đài BBC như sau. Tôi quan sát và thấy rằng quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được ký theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.
Nó có phạm vi điều chỉnh rất rộng, dù báo chí chỉ đưa tóm lược, nhưng nó nhìn chung liên quan tới hai vấn đề là nhân sự đại hội đảng và chống tham nhũng. Quyết định này được đưa ra rất cận kề với ngày đại hội, tức là cùng với hội nghị trung ương nữa là hội nghị trung ương 15, đồng thời có những dấu hiệu sẽ có những vụ xử lý đảng viên ở cấp cao sắp tới. Có thể thấy ý muốn siết chặt thông tin rò rỉ gây ảnh hưởng lớn không như mong muốn. Tín hiệu theo tôi thì chỉ có thể là nói hứa hẹn kịch tính cao, nhiều bất ngờ trên cả hai vấn đề vừa nêu. Các nhà quan sát đều cho rằng động thái của chính quyền và đảng thông qua danh mục được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành có thể đặt ra những câu hỏi và thậm chí có cả quan ngại. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp như sau: Tôi cho rằng công luận có thể đặt ra nhiều câu hỏi, thậm chí là quan ngại, nhưng tôi không thể nói ngay và nói thay bất cứ ai. Ý kiến riêng của tôi là bất kỳ một tổ chức nào, một đảng chính trị nào cũng phải minh bạch, và chỉ có minh bạch, công khai thì lúc đó mới có thể được tính chính đáng, sự tin tưởng ít nhiều nào đó trước công chúng. Còn đưa ra tất cả những quy định hết sức phức tạp và rộng rãi, tùy tiện, mở đường cho những hình phạt răn đe với ai không tuân theo, mở đường cho lạm dụng chính trị quyền lực, thì nó ngược với tính minh bạch và nguyên tắc pháp quyền, và như thế thì sẽ gây ra những quan ngại trong nhân dân, quần chúng và cả các đảng viên, và như vậy sẽ làm tổn hại đến tính chính đáng của đảng chính trị ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 với bản tin Dân bị cấm bàn tán về nhân sự tứ trụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.